Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 8 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh sẽ dịch chuyển xuống phía Nam, sẽ gây ra mưa vừa mưa to, mưa trên diện rộng cho hầu khắp các khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Phạm vi ảnh hưởng bởi mưa lớn bao gồm đến cả khu vực Phú Yên, mưa to sẽ được mở rộng xuống khu vực này trong ngày mai. Trong ngày hôm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Vùng núi phía Bắc có nơi 11 đến 13 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Dự báo trong những ngày sắp tới, thời tiết có phần diễn biến tốt hơn, trời quang mây và có nắng hanh. Dự báo đến ngày thứ Năm, ngày mùng 10 tháng 3 thì không khí lạnh có xu hướng suy yếu và thay vào đó là gió đông và gió đông nam sẽ hoạt động mạnh trở lại. Một đợt nằm ẩm sẽ kéo dài nhiều ngày ở khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung. Đối với các khu vực phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mùng 9, do ảnh hưởng bởi gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh, kết hợp với đó là vùng mây ẩm được dịch chuyển xuống phía Nam. Mưa nhỏ rải rác sẽ diễn ra nhiều nơi ở hai khu vực này về chiều và tối. Đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Tuy nhiên, ban ngày thì nắng nóng ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới sẽ thường xuyên duy trì mức cao. Đặc biệt là các tỉnh miền Đông, khu vực Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức trên 35 độ. Một đợt mưa vừa mưa to mới sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày thứ hai của tuần tới, ngày 14 tháng 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Sang đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rải rác. Phía Nam sáng có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, phía Nam từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 24 độ, phía Nam từ 24 đến 27 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, từ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ chiều nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.